tôm đó bạn, cầu tôm ở trong quánh cái giặt giặt luôn. Đang ở Châu gì đây rồi, đang chạy ghe này cũng tôm các bạn, ghe cũng khá là bự ha. Đang chạy lên cái đài đây. Thì mình thấy anh lưới bao á, giá này cũng hình như là mình thấy là hướng đang ở bên hòn chạy qua ha, chứ không phải trong bờ. Chắc là hôm vô hòn bán á, bán ngoài biển luôn rồi vô hòn ha. Bây giờ thì mấy anh em cũng chạy đi các bạn, mình thấy ở đây thì có mấy cặp cầu đôi, cầu chiếc nè đang chạy vô đây neo nè, lấy đá lấy dầu rất là nhiều luôn ha. Đó, sơn một màu xám một luôn các bạn. Chiếc này cầu chiếc ha, có dép đây, còn mấy chiếc đằng sau đó là giả cầu đôi. Đó, ở đây thì bè người ta nuôi cá rất là nhiều luôn à, cá nuôi tất cả các loại cá ha. Ở bên đây thì mình thấy có chiếc tàu du lịch đó bạn, du lịch mà neo ở đây chắc không có còn hoạt động nữa. Cái này chắc giữ và cái con nuôi ra cái con hào con gì đây, thấy phao treo nhóc trần ha, nuôi cái đây giữ trong đó là mấy cái hòn, cái lố rồi kia. Ở đây thì hòn lố rất là nhiều, phải thành thạo rồi kia mình mới chạy vòng vòng ở đây được. Nếu mà chạy không quen á, nào giờ không có đi vô đây là dễ vướng lên vào cái đá là lắm đó bạn, bởi vì cũng rất là nguy hiểm á. Đó, chạy ngang đây mà nhìn mình thấy mà mình còn hồi hộp nữa. Đó, bạn mình chạy ở đằng sau đây nãy giờ thì cũng hết bệnh á, rồi đề đầu kia đó giờ cũng chạy ở đây. Trời giấc này thì mặt trời sắp lặn rồi, cái này 5 giờ mấy các bạn. Trước đằng kia đây mình thấy có chiếc tàu du lịch các bạn. Đó, đang chở khách du lịch đi quá chạy luôn. Đó, chạy hết cái biết luôn rồi. Ngọc Khang, tàu du lịch Ngọc Khang đó bạn. Cái này chiều rồi chở khách đi về ha, sáng giờ chở đi du lịch, chở đi về. Ở đây nè bạn, nhìn ba cái lố á bạn, đây là nước sóng nó chập chả nè, thấy không? Đó, ngay chăng cái khoảng trống luôn, ai mà không biết á, là tưởng chỗ này khoảng trống êm á, chạy vô đây là dính ra đây liền luôn. Đây mình quay cái khoảng trống các bạn coi nè, đó cũng như là một cái kẻ hòn vậy đó ha. Nhưng mà cái kẻ này thì đi không được á, đi phải né cái này, bây giờ phải am hiểu rồi, am hiểu thành thạo rồi kia mới đi trong mấy cái này được các bạn. Đó, nhìn rất là ghê luôn, mà đêm mà không biết thấy đèn cứ chạy vô dính đèn cái là xong luôn, rồi tới công chuyện luôn á. Bên kia thì bè nuôi rất là nhiều luôn. Thì bên này nó có cái lố đó, rồi sóng nó coi giảm sóng, nó chắn sóng lại.
thành ra nó im á, bà con người ta neo bên đó rất là đông luôn á. Các bạn quý khán giả xem video đó hay đừng quên cho mình một like cũng như đăng ký kênh theo dõi nha. Trời giấc chiều này thì cũng khá là yên lặng á bạn, nó khá là yên bình nha. Đây trời yên biển lặng á. Trước thì mình thấy có cặp cào đôi đang neo đây, vô đây đậu là lý tưởng luôn, tránh sóng nè, phước hòn đầu kia nữa. Cào đôi đang neo ở đây, rồi ngay đây ghé đầu hòn nữa mà. Có tàu du lịch đầu kia nó ghé cho tao tắm biển đây, đây có thấy có chiếc bo bo nè, ghé đó cho tao tắm biển ngắm biển đồ kia, lặn ngắm san hô đồ. Chung thì chỗ này bây giờ là rất là đông vui luôn. Vậy cái này thì hồi sáng cũng có mấy đám mưa á bạn, cái này thì mưa cũng giảm nhiệt lại ha. Ở đây thì có mấy anh ra chiếc mũi ngồi nè, nói chuyện được kia, nhìn ngắm phong cảnh đồ kia. Nói chung thì đi ghe ngoài này thì gặp trời dưới nước thôi, vô đây thì gặp hòn đồ kia thì cũng vui á, đỡ buồn. Mình ra mà ảnh ra trước á, ngắm cảnh ngắm biển đồ kia cho đỡ buồn các bạn. Đây là cảnh tượng mà sau một thời gian trời nắng nữa bạn đó, mình cái hòn này lúc trước thì mình thấy cây cối rất là xanh um tùm luôn, bây giờ là khô héo luôn các bạn, bởi vì không có mưa đó, không có nước đó, thời tiết rất là khắc nghiệt luôn ha. Đó, lúc trước thì cây xanh đầu kia là nhìn đẹp lắm, đây giống như lúc trước thì nó xanh giống như lúc trước nó xanh giống như mấy cái hòn bên đây vậy nè, đó giống như cái hòn này vậy nè, mà bây giờ nó khô vậy các bạn, chết rất là nhiều cây luôn ha. Đó, nó héo nè, đó mấy bên đây mà cũng có chết lây gai nè, đó mấy cây nó khô các bạn, không có mà nắng thời gian quá lâu quá, không có mưa cây không có phát triển được, khô héo quá trời luôn. Đang chạy qua mấy cái hòn này đây, khô quá trời luôn rồi, rụng lá hết trơn luôn. Trước cây cối xanh rất là tốt ha, giờ khô tới cái này là biết nắng rồi, quá nắng luôn rồi. Trời cái này quá, nó rất là im rất là đẹp luôn đó. Quay vòng vòng cảnh biển cho các bạn quý khán giả xem, nếu quý vị vô các bạn giờ khán giả xem thấy hay á, thấy video này hữu ích á, đừng quên nhấn một like cho xin một like á, cũng như là đăng ký kênh để theo dõi những video mới của mình á. Cái chiều ra ngồi đây ngắm cảnh biển đồ kia là không còn gì bằng luôn. Buổi chiều mặt trời thì hiện tại thì mặt trời lặn rồi. Đó, mặt trời lặn đó các bạn, mặt trời lặn ha. Hướng đó thì hướng trong bờ ra chuyển mưa rất là nhiều luôn, thấm gầy thì nghe nói đâu trong bờ mưa cũng chiều bữa nào cũng khá là lớn á. Mưa lớn thì bà con sẽ có nước xài, không có còn cảnh mà thiếu nước nữa. Chứ thấm gầy thì mình cũng thấy rất là nhiều bà con ở mà dùng hạn mặn đó, thiếu nước sinh hoạt rất là nhiều luôn á, thiếu nước rất là trầm trọng luôn đó. Xong vì cây cối gì khô cạn hết, cũng gài mưa về chắc cũng đỡ rồi, gạt đó là gạt trong bờ ha. Bằng đó thì mình thấy có cái gì đỏ đỏ kìa, cho đó chắc cũng cái bến cảng á, cái đó chắc cũng đúng rồi, trong đó là cũng có cái khu du lịch đó bạn. Mình bây giờ mình sẽ đây đó cũng khá là xa, tầm khoảng trên 1 lý á, bây giờ mình sẽ phóng gần lại cho các bạn quý khán giả xem ha, không biết là máy mình zoom là có tới không đây. Tầm khoảng là 1 lý mấy á, lý mấy 2 lý á, chỗ tay mình chỉ đây các bạn, thì ở ngoài mình nhìn thì thấy đỏ đỏ, trong máy này không biết các bạn thấy rõ hay không. Bây giờ mình sẽ zoom lại đây, có cái cổng gì đỏ đỏ rất là đẹp luôn. Giờ bắt đầu ha, bắt đầu xem lại gần cái máy mình zoom có tới không đây, nó rất là xa luôn đó, thấy đỏ đỏ rồi đó. Không biết là cái gì đây, máy mình không biết có zoom tới không đây. Wow, cái cổng vậy bạn, này có bến cảng nè,
Đó, có tàu du lịch đầu kia đậu trong mép dưới sóng kìa. Đó, quán ăn nhà hàng gì cũng quá trời luôn á. Thấy có người ta, có người cũng có người ta chỗ cổng đó bà. Đó, ở đây đó rất là xa luôn, tầm khoảng gần 2 lý á. Thì cùng du lịch bạn, các bạn có chữ gì thấy không rõ, quá xa rồi. Đây đó rất là xa bạn, tầm khoảng 1 lý mấy, gần 2 lý á. Rất là xa luôn. Ở trong mé này thì đây có cái hòn nè, thôi lôi cái hòn này khô gan luôn nè, cây cối chơi chọi hết trơn. Đó, cây cối khô cằn luôn các bạn, nước hiện tại rất là rộng ha, có cái mí nước đen đen á, nước lớn lên tới đó, nước dáng này cũng đang rộng á. Ở bên đây thì có hai chiếc ghe câu câu lôi câu mực gì đó, dắt này ra sau lái ngồi câu hay là đang ngồi ăn cơm hay là ngồi nhậu gì đây. Sau này nè có hai anh này ra sao ngồi bắt câu câu rồi nè. Đó, bằng đêm được kia trong đàn lên á, bằng đêm mới trong đàn lên câu lôi gì vậy đây. Đây một anh đấy bạn, thường thường mình thấy là nghe chỗ này là cá là ghe là ưa đây câu á, hình như là ở đây là có cái cục lố cục cạn gì đó, cá thường là chú ngụ ở đây đó, thành ra mấy anh em mới lại đây câu rồi nó sẽ dính cá, cũng như là một cái địa điểm để dành câu cá vậy đó, những câu cá này ra đây là điện neo thì sẽ câu dính cá. Ở đây quay cái chỗ của mình đây đó, nước nè hả, nước rồi chai nước mộng gì từ luôn hết trơn luôn hả. Mền với gối thì chưa đem lên hả, gối thì lấy cái can để làm gối á bạn. Đó, đây nước đây, nhóc mới pha nước lên nè, pha nước lên phích trà đường uống ha, chai nước nè hả, bánh trái đồ kia hôm rất là nhiều luôn, ăn hết rồi hả. Đây nằm ngủ, đây là chỗ ngủ xung quanh của mình đây, trên cái cabin á, chỗ này thì cũng được lau chùi sạch sẽ hết trơn á, nó không được mặn rồi, đấy nằm gít nó rất là khó chịu, rất là dơ. Đó, anh này đó đang câu cá nữa kìa, chiều nhìn khỏi nói cảnh biển nhìn rất là đẹp luôn, tuyệt vời đẹp luôn bạn. Đó nhìn phong cảnh nè, không còn gì bằng nữa, đẹp. Đó, quá là tuyệt đẹp luôn, nhìn cảnh hòn biển đồ kia ha. Cảnh vật xung quanh, trời thì cũng khá là yên á. Đó, quay xung quanh cho các bạn xem rồi đó. Mấy anh em mình chạy trước rất là đông luôn kìa. Giờ mình sẽ phóng gần lại cho các bạn xem ha. Đó, mấy anh em chạy trước 6-7 chiếc luôn á. Đó, chạy tu trước rất là đông luôn. Vì nãy mình chạy trễ á, mấy anh em chạy trước. Mình ra đi thôi cũng đây là đó cũng tầm khoảng 3 lý các bạn. Để tầm khoảng 3 lý á, rất là xa luôn. Đó, đây thì ngay khu này cũng có dừa trồng rất là nhiều luôn nè, dừa á bạn. Đốt cái gì khói quá trời luôn kìa, quá trời khói rồi, đốt cái gì đốt bãi rác hay gì đây không biết. Đó, tàu du lịch nè, ở đây khu du lịch đó. Ở trên đường mình chạy vô thì mình thấy có chiếc ghe để bạn mới kéo cào xong là đang thả trôi, đang kéo vé cái gì lên nè, kéo cào rồi kia lên đàng hoàng mấy chạy ha. Dáng này thì 5:00 mấy rồi, thấy chưa rõ ha, thấy còn hơi mờ mờ, hơi hộp ha bạn. Thả trôi, thấy thả trôi không biết. Đang thả
trôi hay là dục neo ngủ neo quét. Hôm này cá cũng đỡ các bạn, sao dục neo ở đây ngủ cái gì đi, chắc dục neo ngủ quá. Nói chung thì đi mỗi người mỗi hướng á, ai đi ngay thì hên á thì ngay lằn cá, còn ai mà không ngay á thì kéo ít, dục neo ngủ. Dục neo ngoài này thấy có dây neo quá à. Mình thì bữa nay cũng đỡ các bạn, cũng tạm ổn á. Bữa nay thì nói chung cũng cũng được chứ không nhiều không ít cho mấy á. Bữa nay thì kiếm cỡ 8 triệu được các bạn, bữa nay cả 8 triệu được ha, chứ không có nhiều quá. Anh này anh dục neo rồi, người ta đằng kia cũng có mấy anh ngủ nữa kìa đó, cào cánh đó, ít quá ngủ đi không nghe cá mà. Cái này mà chạy vô mà thấy dục neo ngủ cái này không căng là hiểu rồi. Hôm chạy cá ít đó, chạy vô thì đang chạy chung với ông anh mình bên đây đây. Đó, ông anh bên đây chạy là vô cá nhanh xương dữ lắm luôn à. Hôm qua lại căng đâu 70-80 kg cái hình xương với các bạn. Đó, cái anh xương còn 70-80 kg thì các bạn nghĩ là cây cào là thứ gì mà chịu nổi. Đó, sắn 70-80 kg thì mấy trăm con cá anh xương cũng sắn mấy trăm lỗ luôn. Qua sáng anh cá tới trưa luôn á, mà chưa hết nữa. Bởi vì anh bên đây anh chạy cá anh xương rất là vô luôn. Đó, mình thì một đêm thì mình chạy khoảng chừng 6-7 con thôi. Hiện tại thì được 60 con à, đêm 60 con, 60 con bữa nào mà được chừng chục con kia là nhiều rồi ha. Còn ảnh chạy 70-80 kg cá hình xương luôn, cái cào chắc như cái thủng lưới, bị đâm thủng lưới chắc rất là nhiều rồi. Bữa nay thì vô giờ thì cũng giống như hôm qua ha, tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ nó mới chạy vô tới trong bờ các bạn. Đây mình quay quần đảo Nam Du cho các bạn quý khán giả xem đây. À, trước mũi mình đây các bạn, quần đảo Nam Du ha. Quần đảo này thì cũng cá là lớn, rất là lớn các bạn. Chung thì đường bây giờ thì rất là thông thường luôn, tàu cao tốc đồ chạy đồ kia ra tới lui rất là thường xuyên luôn á. Đảo này thì rất là rộng á, đây có đồ cao tốc đi về trong Gạch Giá các bạn, bến tàu Gạch Giá tỉnh Kiên Giang á. Rất sáng các bạn, sáng thì mặt trời chưa lên, trời bữa nay thì lên hơi trễ á. Sáng ngày trời thời tiết cũng khá là im á, cũng khá là mát mẻ. Chạy tầm khoảng 1 tiếng nữa mới vô tới trong bờ á. Cá qua này qua đó là tuyệt đẹp luôn các bạn, cá qua nói lên là cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là kéo lên cỡ khoảng 10 kết cá đó, lộn khoảng chừng 2-3 con cá tạp cá dơ thôi, còn nhiêu là gặt ghi cá cơm 3-5 nhỏ rất là đẹp đều. Cá phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Ngoài này thì ngoài nước sâu ngoài này đó thì ít có lộn cá sút, cá chuồn thì cũng ít nữa, giặt trong mé mé trong bờ đó, gần trong bờ thì cá chuồn với cá sút chứ ba con cá mà tạp đồ kia lộn khá là nhiều. Còn ngoài này thì nhập đi cá cơm thôi, dưới cá ngăn chỉ rồi lộn bự bự 1-2 con vậy đó. Cá ngăn chỉ thì bự bán thì tới 10 mấy ngàn một ký nè, bán rất là có giá luôn. Sáng này trời cũng ít mây hơn hôm qua ha, hôm qua sáng này thì chuyển mưa, bữa nay sáng thì trời rất là đẹp luôn nè, quá đẹp luôn. Sáng không khí rất là mát mẻ các bạn,
ngoài này thì không có bụi bặm được kia đó, không khí rất là trong lành đó.